Tiếp theo là phản ánh của khán giả Tuấn Anh đang sinh sống tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình gửi đến cho chúng tôi. Khán giả này cho biết là thời gian vượt qua tại tuyến quốc lộ 15 cũ đi ra đường Hồ Chí Minh từ địa bàn của huyện Quảng Ninh sang huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Các bao tải rác được người dân bỏ ven đường gây mất mỹ quan và tạo ra mùi hôi thối. Theo khán giả dọc theo tuyến quốc lộ 15 cũ đi ra đường Hồ Chí Minh từ địa bàn huyện Quảng Ninh sang huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình, thường xuyên xuất hiện các bao tải rác chất đống gây mất mỹ quan, mùi hôi thối ô nhiễm các bao tải đựng đủ loại rác thải của người dân để lâu ngày không được xử lý bốc mùi hôi thối rồi mũi bâu đầy gửi phản đến chương trình khán giả này bày tỏ lo lắng nếu như các đống rác trên không được xử lý có thể sẽ trở thành nguồn ô nhiễm lây lan bệnh tật khán giả mong muốn các cơ quan chức năng sẽ sớm xử lý các đống rác dọc theo tuyến quốc lộ trên đồng thời cấm biển báo để nhắc nhở người dân về ý thức bảo vệ môi trường